Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ dạy bài tập số 2, viết hàm tìm một vị trí mà giá trị tại vị trí đó là giá trị nhỏ nhất trong cái mạng một chiều các số thực. Ở đây mình sẽ đưa ra một cái ví dụ để cho các bạn có thể hiểu được cái yêu cầu của bài toán này. Ở đây mình sẽ đưa ra một cái mạng một chiều gồm có 3 phần tử. Đó là 2.5, trừ 4 và 3, đúng không ạ? Là đều là số thực đúng không ạ? Thì cái giá trị nhỏ nhất của nó là trừ 4 đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta có thể suy ra được cái vị trí của nó là 1 đúng không ạ? Vì trong C thì để tiết kiệm được cái dung lượng của bộ nhớ thì người ta thường sắp xếp cái thứ tự là bắt đầu từ 0 chứ không phải là bắt đầu từ 1 đúng không ạ? Nên là cái thứ tự của cái mạng một chiều 3 phần tử này sẽ lần lượt sẽ là 0, 1, 2. Đấy, rồi. Bây giờ mình sẽ đi vào viết cái chương trình. Thì đó trên là cái thuật toán của cái chương trình này đúng không ạ? Rồi bây giờ mình sẽ đi vào viết chương trình. Ở đây thì mình đã soạn sẵn một cái chương trình trước rồi ạ. Và đầu tiên cũng như các cái chương trình khác thì mình đều phải định nghĩa cho cái thì đầu tiên thì mình cũng cần phải khai báo một số cái thư viện của nó, Studio hay Conio. Thì nó cũng đều là những cái thư viện rất là quen thuộc với chúng ta đúng không ạ? Và sau đó mình sẽ định nghĩa một cái mạng tên là Max có độ dài là 100 phần tử đúng không ạ? Rồi, sau đó mình sẽ viết một cái hàm nhập. Và trong hàm nhập này thì mục đích chính của nó là dùng để nhập cái phần tử của mạng, số phần tử của mạng và phần tử của mạng đấy. Đây mình sẽ sử dụng một cái có lệnh do while. Đầu tiên mình sẽ in ra màn hình và nhập số phần tử đúng không? Với số phần tử là n này. Và sau đó sẽ kiểm tra xem n có bé hơn không hay là n có lớn hơn cái giá trị max này không, đúng không? Nếu như nó đúng, cái biểu thức công f này, câu lệnh if này nó đúng thì sẽ in ra cái câu lệnh số phần tử này nó không hợp thể và sẽ kiểm tra lại và chúng ta phải nhập lại. Đó. Nhập lại cái số n này. Rồi. Sau đó là mình sẽ đến viết thêm một cái hàm xuất. Sau khi đã nhập cái mạng rồi thì mình phải xuất nó ra màn hình. Đấy. Tức là xuất nó ra màn hình cái giá trị của phần tử mạng ấy. Đó. Xuất thì câu lệnh này rất đơn giản. Đây mình sẽ định nghĩa sẽ viết cái hàm xuất này kiểu là plot a và cái số thứ tự số phần tử của mạng là n và sử dụng một cái vòng lặp for chạy từ 0 cho đến bé n, 0 đến bé n tức là cái số thứ tự đấy. Và sau đó sẽ in ra từng cái giá trị của cái phần tử của mạng. Rồi tiếp theo là mình đi vào cái hàm tìm cái vị trí nhỏ nhất. Thì để tìm cái giá vị trí của cái giá trị nhỏ nhất đó thì chúng ta làm như sau. Đầu tiên mình về thuật toán của nó thì mình sẽ gán cái vị trí nhỏ nhất ban đầu cho nó là bằng 0, tức là cái vị trí đầu tiên đấy của cái mạng một chiều đấy. Và sau đó mình sẽ sử dụng một cái vòng lặp for và trong cái vòng lặp for này thì mình sẽ dùng một cái câu lệnh if nếu như mà cái phần tử AI trong cái mạng một chiều đó mà bé hơn cái giá trị của cái vị trí đầu tiên, vị trí 0 này, A0 này, thì lúc đó người ta sẽ gán cho cái giá trị vị trí nhỏ nhất này, VTNN này, chính là bằng cái giá trị Y. Đấy, Y ở đây, đúng không ạ? Sau đó sẽ trả về kết quả là vị trí nhỏ nhất. Đấy. Thì đích của cái hàm này thì nó sẽ tìm được cái vị trí của cái giá trị nhỏ nhất trong cái mạng một chiều. Đấy. Và sau đó mình bắt đầu đi vào cái hàm main, cái hàm chính đó. Và trong hàm main này thì bắt buộc mình phải khai báo cái biến n là cái biến mà số phần tử mình của cái mạng. Rồi sau đó sẽ là khai báo cái mạng A. Sau đó sẽ gọi cái hàm nhập và hàm xuất, nhập mạng và xuất mạng đấy ạ. Rồi và sau đó thì sẽ làm cái câu lệnh cái gọi là in này, khai báo
cái biến vị trí nhỏ nhất này chính là bằng kết quả của cái hàm hàm tìm vị trí nhỏ nhất mà chúng ta đã vừa làm ở trên đây, đúng không ạ? Rồi và sau đó sẽ in ra cái giá trị nhỏ nhất. Đấy, và get và return. Rồi. Thì trên đây là cái chương trình mà mình đã làm. Chúng ta sẽ cùng chạy. À, ở đây mình ví dụ mình sẽ nhập số phần tử của mạng là 3. Ở đây mình sẽ nhập 3 cái số bất kỳ. Đúng không ạ? Thì nó đã in ra cái xuất ra màn hình cái mạng đó là gồm có 3 phần tử trừ 1.3, 9.4 và 5, đúng không ạ? Và nó đã in ra vị trí của cái phần tử nhỏ nhất là 0, đúng không ạ? Đấy, chính là cái giá trị 1 trừ 1.3 này. Đấy, nó vị trí đầu tiên, đúng không ạ? Thì đó là cái trường hợp mà các phần tử của mạng nó khác nhau, đúng không ạ? Giá trị của nó khác nhau. Vậy với trường hợp mà cái giá trị nhỏ nhất của mạng nó giống nhau, tức là trong cái mạng đó có hai có nhiều hơn một cái giá trị nhỏ nhất. Đấy, ví dụ ở đây mình sẽ thử cho các bạn một ví dụ thì nó sẽ như thế nào nha. Ví dụ mình ở đây mình nhập số phần tử của mạng là 3, đúng không ạ? Ở đây mình sẽ đặt là -1, -1 và 0. Thì các bạn đoán sẽ nó sẽ ra kết quả như nào. Thì ở đây nó sau khi in ra cái mạng, khi xuất cái mạng nó ra thì nó lại in ra cái kết quả vị trí của cái phần tử nhỏ nhất là 0. À, thì ở đây vì tại lúc đầu mình đặt cái giá trị nhỏ nhất của nó là chính là cái giá trị đầu tiên, đúng không? Vị trí nhỏ nhất là cái vị trí đầu tiên, nên khi mà nó so sánh với những cái giá trị của vị trí sau á, những cái vị trí sau, thì nếu như mà cái giá trị đó bé hơn thì nó mới gán, đúng không ạ? Giá trị sau nó bé hơn thì nó mới gán cái vị trí mới, vị trí nhỏ nhất mới sẽ bằng cái giá trị vị trí của cái giá trị mà nó bé bé hơn cái giá trị của nó, đúng không ạ? Nhưng ở đây nó lại bằng, tức là sao? À, bởi vì ở trước mình đặt cái chị dùng cái đây ở đấy, đúng không ạ? Mình chỉ dùng bé hơn, đúng không ạ? Nên lúc đó thì nó sẽ in ra khi mà các bạn đặt bé hơn này mà các bạn nhập cái số giá trị của phần tử mà trùng với nhau ấy và đều là giá trị nhỏ nhất thì nó sẽ in ra cái vị trí đầu tiên. Đây, vị nhớ các bạn nhớ là vị trí đầu tiên, giá trị nhỏ nhất đầu tiên đấy. Đấy. À, thì trên đây là cái bài tập mà dạy viết hàm tìm vị trí mà giá trị tại đó là giá trị nhỏ nhất trong mạng một chiều các số thực. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.